Vâng, xin chào các bạn. Hôm nay mình tiếp tục đi ra cái game Marvel Zombie. Thì mình sử dụng phiên bản BZ Fusion 2 Blade nhé. Thì đây là phiên bản Super 2 Blade. Thì ok, map này thì mình sử dụng là New Paper Zombie nhé. Một trong những con zombie được đánh giá rất là trâu bò đây, rất là khỏe này. Ok. Rồi, let's go. Các bạn thấy đây là một phiên bản 2 clip. Trên đây là sự xuất hiện của con zombie cũng rất là nhiều, do cây cây của chúng ta là được giao hợp ấy. Đây Trinh Peter nhá, mình sử dụng trâu này. Đây không được. Dùng Fumi đây. Đây là Fumi IC nhá. Fumi IC đây. Fumi IC. Fumi IC. Trộm nha, trộm cho tao với lại cherry nha. Trộm cherry. Zombie đây chưa phải là con zombie mạnh nhất nhé. Khi các bạn thấy là nó còn có con New Baby Zombie của Cherry, thì riêng con New Baby xem chi thì khi mà nó phát điên lên là chạy rất nhanh và bắn đạn rất là khỏe, bắn ra đạn là đạn Cherry nhé, cho nên là nó rất khó chịu. Số lượng zombie ở trên cái map này thì cũng không nhiều, không phải là các cái con zombie siêu zombie.
Chinh phục xong mắt này, bây giờ bọn mình đến là kết thúc nha. Bye.